Xin chào tất cả các bạn. Ở video lần này thì mình sẽ giới thiệu tới các bạn sản phẩm ống hút chất lỏng. Các bạn có thể hút rượu, hút xăng dầu hay loại nào hút các chất lỏng. Cái này thì các bạn không phải ngậm mồm vào hút hay là gì cả. Các bạn chỉ cần bóp thế này là nó tự động nó hút vậy. Đây thì bây giờ thì mình sẽ Bây giờ mình sẽ test thử sản phẩm cho các bạn xem. Đấy thì các bạn chỉ việc cho cái đầu ống này vào trong cái bình mà các bạn cần hút này, hút rượu hay là hút xăng dầu. Các bạn bóp này. Đấy. Các bạn bóp là nước nó sẽ chảy ra. Đây các bạn nhìn. Đấy. Như này thì các bạn không cần phải ngậm mồm mà các bạn hút. Các bạn thấy tiện không? Rất là tiện. Cái này các bạn có thể sử dụng cho các cái nhà hàng để các bạn sang các cái bình rượu khác nhau. Đấy. Các bạn có thể hút xăng dầu từ xe ra hoặc là bơm vào, tránh bị rơi vãi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn rất nhiều.